Hầu đáo hạn phái sinh, thị trường chúng ta có một phiên cơ cấu quỹ cũng như là một cái phiên nó kết hợp rất là nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là Dow Jones tăng điểm rất mạnh, thứ hai là cái thế lực của thị trường cần phải lên tích đỉnh, thứ ba nữa là cái thông tin ngân hàng nhà nước người ta hạ lãi suất làm cho thị trường chúng ta có một cái nhịp test đỉnh đang đánh giá là tương đối đẹp. Thứ nhất là cái việc mà thị trường chúng ta test đỉnh là nó cho chúng ta biết có hai thứ, một là có vượt được đỉnh hay không, hai là thị trường chúng ta yếu tố test đỉnh nó đi xuống. Cái việc mà test đỉnh á nó không phải là yếu tố xấu như anh chị nhà đầu tư, bởi vì sao, bởi vì chí ít nó còn đưa cho anh chị nhà đầu tư những cái mức giá để anh chị có thể bán giá cao. Bởi vì những cái phiên test đỉnh không thông thường chúng ta không nên mua vào, bởi vì sao, bởi vì trong trường hợp mà chúng ta mua vào trong ngày mà thị trường ta test đỉnh thất bại thì xác suất anh chị dính phải cái vùng đỉnh nó sẽ khá là cao. Nếu chúng ta lưu ý là cái việc mà thị trường chúng ta có yếu tố quay xuống và đóng cửa giá đỏ trong lúc mà trong phiên có lúc thị trường ta kéo lên quanh 1.130 và đóng cửa 1.115 như thế này thì anh chị cần phải lưu ý những gì và những gì anh chị cần phải quan tâm trong giai đoạn sắp tới. Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì phiên vừa rồi khối ngoại người ta mua ròng 392 tỷ. Tự doanh thì người ta mua ròng cũng khoảng chắc 384 tỷ. Nhà đầu tư cá nhân bán đi 1.000 mấy trăm tỷ bán ròng ấy, tổ chức trong nước cũng mua ròng. Thế những cái vận động này anh chị cần phải lưu ý những gì và những gì anh cần phải quan tâm trong các video sắp tới thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta phân tích thị trường một chút. Thứ nhất là anh chị nhìn vào cái cây mà thị trường ta đóng cửa mà bị giảm xuống nha, tức là thị trường ta có 3 ngày giá đóng cửa đều thấp hơn ngày hôm trước, đó là cái chúng ta cần phải nhìn nhận trực quan về thị trường là cái đầu tiên nha. Thứ hai anh chị thấy thanh khoản thị trường gia tăng ở đây một phần á là nó có yếu tố FOMO rất cao, bởi vì khi thị trường ta mở gap đi lên mạnh với sức kéo của nhóm chứng khoán nè, nhóm ngân hàng nè và một số mã cổ phiếu nữa làm thị trường chúng ta nóng lên là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là anh chị thấy Dow Jones phiên thứ năm trước đó là nó tăng khoảng cỡ 400-500 điểm. Tiếp theo nữa là ngân hàng nhà nước ra tiếp tục hạ lãi suất, mà thị trường của chúng ta chứng kiến đây là lần thứ tư ngân hàng nhà nước người ta hạ lãi suất điều hành, hạ lãi suất này nọ thì làm cho thường củng cố cho cái sức tăng của thị trường rất là nhiều, và cái áp lực bán ở quanh cái vùng 1.130 đang ở trong trạng thái trực chờ cái lực cầu người ta kéo lên để bắt đầu là họ sẽ bán ra. Thì trong lúc mà thị trường chúng ta có hai cái phần test đỉnh ở đây thì chúng ta lưu ý, thứ nhất là cái việc thị trường chúng ta đã có một cái vùng đỉnh trước là 1.128, 1.129, thì cái phiên này giá cao nhất là 1.128, tức là nó sẽ tạo ra cái vùng giá sau, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, là cái thứ nhất chúng ta lưu ý nha. Cái thứ hai nữa là đối với một cái vấn đề mà thị trường chúng ta đi lên liên tục trong 2 tháng vừa qua, chúng ta có 2 tháng thị trường chúng ta đi lên sideways up tăng giá đã có nhịp chạy nước rút, và đây bắt đầu bước vào cái giai đoạn gì, bước vào một cái giai đoạn đuôi, mà thông thường cái giai đoạn đuôi cá này thị trường chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tái tích lũy trở lại, và cái vùng biên tích lũy của nó dự kiến sẽ là 1.100 và 1.030 ở trên này. Đối với cái việc thị trường ta vận động trong thời gian sắp tới ở đây thì anh chị cần phải lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là trong cái biên này là cái đoạn đuôi cá, mà cái đuôi cá mà mình dự kiến đối với thị trường ở thời điểm sắp tới á thì nó sẽ về tới cái vùng hỗ trợ là 1.100. Thì ở đây là những cái điểm anh chị có thể mua lướt ván cổ phiếu, và trong giai đoạn này chúng ta vẫn có thể đánh phân hóa danh mục và đánh phân hóa sóng dòng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau giai đoạn đuôi cá nó có hai cái kịch bản mà anh chị cần phải lưu ý. Cái bản thứ nhất là nếu đuôi cá sideways thành công và những cái thông tin ok thì thị trường chúng ta sẽ bước lên 1.150 trong giai đoạn sắp tới. Còn trong trường hợp những cái tin tức xấu nó xảy ra thì cái vùng sideways này nè anh chị ta lưu ý nha, nó vô tình nó sẽ tạo ra những cái gap ở đây. Nó đã có một cái gap dưới rồi, nó có hai gap dưới ở đây, mà vùng sideways này không thành công mà nó mở cái gap ra, nó sẽ tạo ra một cái vùng chúng ta gọi là cái vùng là island reversal, tức là cái vùng này là vùng phân phối của tổ chức. Mà khi mà cái vùng phân phối tổ chức xảy ra là các anh chị cần làm là giả sử nhưng mà nó quay xuống lớp cái gap này, hoặc là có một phiên nào đó mà thị trường ta mở xuống, mở gap xuống mà nó mở ngay 1.090 ở đây thì anh chị thoát ngay. Đó là cái lý do anh chị cần phải lưu ý. Giống như ở đây nè, thị trường ta có một cái vùng phân phối hàng nè, anh chị ở đây có hai gap không, nó tạo ra một cái hòn đảo trên này, và cái hòn đảo này chúng ta gọi là gì ạ, đây là vùng phân phối hàng của tổ chức. Và khi nó mở biên ra nó rơi, anh chị tới đây là cái phiên pivot của điểm rơi thì anh chị phải cắt ngay, tránh trường hợp nó sẽ đớt xuống rất là sâu. Vì thế chúng ta lưu ý là ở đây thị trường chúng ta đang tạo ra được cái mẫu hình này, tức là mẫu hình island reversal. Nguyên tắc của một cái mẫu hình island reversal là nó phải có hai gap. Hai gap này nó thể hiện cho tôi biết là nỗ lực tăng giá và nỗ lực giảm giá. Vô tình hai cái nỗ lực này nó thể hiện cho chúng ta thấy vấn đề, đó là trong một khoảng thời gian tích lũy ở trên gap thì cái vùng này chính là vùng phân phối của tổ chức, nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế đối với cái việc mà thị trường ta đã có một cái gap ở đây thì anh chị chúng ta luôn luôn lưu ý đối với cái gap này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thị trường này nguyên tắc không được lắp gap, còn nếu nó lắp gap thì anh chị đừng có mua. Vì sao? Bởi vì khi nó lắp gap là nó yếu, mà nó đã lắp được gap một thì kiểu gì nó sẽ lắp được gap hai, bởi vì ở đây nó mở gap ra nó không lắp rồi, mà bây giờ nó lắp gap này thì nó phải lắp luôn gap này, mà nó lắp gap này thì nó cũng sẽ lắp luôn cái gap này. Vì thế nếu mà nó đã lắp được cái gap đầu tiên thì anh chị nên kiên nhẫn chờ nó về lại 1.060,
1050 thì chúng ta mới tham gia lại đối với thị trường trong trường hợp nó có những lực cầu tốt. Còn nếu nó không đạt những tiêu chí đó thì chúng ta không tham gia. Lưu ý nha. Và anh chị chúng ta cần phải lưu ý một cái vấn đề, đó là cái thanh khoản của thị trường trong giai đoạn gần đây. Thứ nhất là tại sao thị trường chúng ta có một cái bán lớn nhưng những cây tăng giá phía sau thanh khoản nó lại không cao. Và khi quan điểm và cái yếu tố này nó xảy ra thì mình có nói với anh chị đầu tư là quan điểm của mình, thị trường chúng ta khi nó xuất hiện một cái cây này nè là cây sức cao, thị trường chúng ta vẫn sẽ lên, nhưng mà nó sẽ lên không bền, nó chỉ chạy trong khoảng được vài phiên nữa thì nó sẽ rớt, chứ nó không có yếu tố ở mặt tiếp tục lên tiếp. Đó là cái thứ nhất, bởi vì thanh khoản nó không đủ lớn để nó kéo toàn bộ cái lượng nhà đầu tư thay máu ở đây đi vào. Thay vì đó, đó là cái lực cung người ta sẵn sàng bán ra khi người ta có biên lợi nhuận ngắn hạn, và vô tình nó trở thành cái áp lực lớn đối với thị trường. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai, anh chị thấy hai cây này thị trường chúng ta đóng cửa nó không đẹp. Nhìn cây này mà anh chị nói là thị trường chúng ta đẹp là không đồng ý nha. Quan điểm là nhìn cái đó mà ai nói đẹp là mình không đồng ý, đúng không? Sao nói cái này mà chúng ta nói tích cực? Chúng ta cần phải nhìn rõ cái bản chất, các vấn đề của cổ phiếu và các yếu tố vận động của thị trường để anh chị chúng ta đưa ra những cái hành động cụ thể cho cái tài khoản của anh chị. Còn nhìn cái cây này mà chúng ta nói đẹp là chúng ta thất bại. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai, thị trường ta đã đạt được tiêu chí là test đỉnh đó nha anh chị nhà đầu tư. Và thông thường những cái điểm test đỉnh là những cái điểm mà chúng ta làm gì ạ? À? Một là chúng ta chờ bán, hai là chúng ta cầm thêm chứ chúng ta không mua mới. Bởi vì nguyên tắc khi mà thị trường chúng ta bước vào một cái nhịp tăng 2 tháng ở đây và không phải là một cái câu chuyện quá lớn đối với thị trường, thì khi mà chúng ta đã có một cái lượng hàng tốt ở bên dưới thì những cái phiên mà nó tăng lên như thế này nè là chúng ta, một là giả sử nó test đỉnh thành công á là nó bước tiếp á, anh chị cứ nắm hàng là ok. Bởi vì chúng ta sẽ bán trong đà tăng, chúng ta không bán được trong cái vùng ngay đỉnh. Mà nếu nó test đỉnh thất bại á, tức là cái vùng này chúng ta gọi là test đỉnh thất bại, thì chúng ta phải hạ ngay thì trọng chúng ta xuống để làm gì? Thứ nhất là chúng ta bảo toàn được cái vùng vốn của chúng ta. Thứ hai nữa là trong trường hợp thị trường nó về những cái vùng hỗ trợ, anh chị vẫn có thể mua lại cổ phiếu và mua lại cái phần giá rẻ mà nhà đầu tư khác họ bán ra, sau đó chúng ta ăn một số cái dịp T cộng trước khi thị trường ta ra một hướng vận động mới. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế trong một số cái bối cảnh mà thị trường ta vận động ở theo kiểu mà tạo ra hai đỉnh và khối lượng ở đây không đủ áp đảo cái cây giảm giá này, thì quan điểm mình là thị trường ta sẽ điều chỉnh, cái mốc điều chỉnh sắp tới của thị trường dự kiến sẽ là 1.100, và cái vùng này anh chị ta lưu ý là nó có hai kịch bản. Một đó sẽ sideways ở đây một khoảng thời gian đâu đó khoảng cả vài tuần. Nếu vài tuần đó mà có thông tin tốt, mọi thứ ok, diễn biến tích cực thì nó sẽ up lên lại quanh 1.150, bởi vì đây là giai đoạn đu cá. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó ra tin xấu bắt bớ gì đó hoặc là như thế nào đó, khủng hoảng cái gì đó, thì kiểu gì nó sẽ tạo ra island reversal ở đây. Lưu ý đây là cái vùng đuôi cá của thị trường, và khi thị trường vào cái vùng đuôi cá đánh thì vẫn được, nhưng cực kỳ lưu ý. Và cái quan trọng nhất của anh chị nhà đầu tư vẫn là cái cách mà anh chị phân bổ tỷ trọng, phân bổ cái danh mục và cách chọn hàng của chúng ta trong giai đoạn này, để chúng ta làm sao để chúng ta tối ưu hóa được danh mục và chúng ta hạn chế thua lỗ trong giai đoạn này nhất. Anh chị ta lưu ý nha. Anh chị phân tích về cái cách mà thị trường ta vận động trong khoảng 1 giờ. Tức là chúng ta xem VN chạy 1 giờ là anh chị thấy một cái vấn đề gì? Thứ nhất là mở phiên ra, thị trường ta mở ra một cái gap, đẩy toàn một cái giá cổ phiếu lên rất cao. Sau đó cái dòng chứng khoán như VND hay là SHS hay là Visa tăng rất mạnh, đúng không? Kéo dòng tiền đi vào, anh chị thấy thị trường ta neo trên gap nè, tức là cái vùng giá thấp ở đây nè, đúng không? Cái phần gap đây, cái vùng giá thấp anh chị đâu có mua được toàn, phải bộ phải mua vùng giá cao. Và anh chị thấy hai cái đỉnh này rất rõ rệt là đây đỉnh một nè, đây đỉnh số 2 nè, và đỉnh số 2 là thấp hơn cái đỉnh một. Sau đó nó có hai cây bán ở đây volume rất to, chỉ có 2 tiếng thôi nó phủ định lại toàn bộ cái đà tăng của cả một ngày. Đấy, anh chị thấy chỉ gần 2 tiếng là nó phủ định lại toàn bộ, thì cho thấy cái áp lực cung nó quá lớn, và vô tình tất cả những nhà đầu tư này nên nhớ là kẹp. Mà khi đã kẹp rồi á thì nó sẽ, anh chị nên cố gắng xử lý tài khoản một cách nó tốt nhất và mẫu mực nhất, bởi vì là hệ thống giao diện nó khác nhau nên không thể hướng dẫn anh chị chúng ta xử lý được. Nhưng mà anh chị chúng ta nên lưu ý là hạn chế FOMO trong những cái cây này của thị trường, bởi vì cái cách thị trường chúng ta vận động ở thời điểm hiện tại, thứ nhất là trong một cái đà tăng của thị trường chỉ có Covid năm 2019 á, là nó tăng là 19, 20, 21 là nó tăng liên tục vài tháng thôi. Còn tất cả các dạng sideways như thế này nó tăng 2 tháng thì kiểu gì tháng tiếp theo là, một là tích lũy, hai là điều chỉnh, chứ không thể nào là một cái tháng thứ ba là cái tháng tăng tiếp. Để chúng ta cần phải trực quan đối với thị trường, tiền đâu mà lúc nào nó còn kéo chúng ta có lãi được. Cái quan trọng nhất của chúng ta làm sao đánh phù hợp với cái dạng vận động của thị trường để chúng ta làm sao tối ưu hóa được danh mục. Vì chúng ta phải xác định được là trong giai đoạn này những cái thông tin mà nó đã phản ánh vào các yếu tố vận động của thị trường là chúng ta phải cực kỳ cảnh giác, đặc biệt là thông tin như là hạ lãi suất ngân hàng nhà nước, hạ lãi suất này kia. Anh chị ta lưu ý nha. Ở đây thì quan điểm của mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư ở nhóm như sau này. Anh chị đọc nhé. Chúng ta thấy là hai phiên vừa qua mục tiêu của hệ thống là VN-Index chúng ta phục hồi lên quanh 1.040, cộng trừ 5 điểm thì sẽ đạt target của sóng này. Tuy nhiên thị trường yếu hơn dự kiến và dòng tiền đột ngột mất hút, nó chỉ lên quanh 1.130 thì nó quay đầu. Đối với các giao dịch này của thị trường thì anh chị chúng ta chủ động giao dịch theo chiến lược của hệ thống, dành phần lớn tài khoản là 50% để đánh trend các mã cổ phiếu có sóng dòng. Như quan điểm của mình xuyên suốt là nhóm dầu khí là cái nhóm mình chọn để đánh trend, và anh chị cũng tự cảm nhận được sức mạnh của nhóm này. Nói chung là mình không phải nói nhiều gì cả nhé.
hệ thống là buy and hold. Sắp tới có một điểm đánh nước rút của cổ phiếu thì mình sẽ tư nhân vấn ở nhóm. Phần còn lại dùng để đánh T cộng trong giai đoạn phân hóa của thị trường. Các cổ phiếu đánh T cộng thì mình sẽ vào nhanh và mình ra nhanh. Mã không thành công thì mình sẽ cơ cấu ngay. Nhưng mà mã thành công thì có biên lợi nhuận khá như FLT, SHS, VD như vừa rồi. Nói chung là những con này bán hết rồi. Trước mắt hôm qua kế hoạch là chỉ nắm giữ các mã T cộng đến thứ tư và thứ năm tuần này. Vậy nên chỉ giao vì thế là khi đến phát sinh. Sau đó là mình sẽ hạ thị trọng và giữ các cổ phiếu nắm trên. Nhịp tới đây có hai hành động chúng ta cần phải lưu ý. Một là chúng ta sẽ đánh gia tăng nhịp kéo của các cổ phiếu dầu. Hai là sẽ chờ đánh tiết định của các mã cổ phiếu còn lại trên thị trường. Phiên nay mình quan sát khi nào có hành động mình sẽ quyết nghị. Và buổi chiều nè, khi thị trường tăng mạnh là mình bán các mã cổ phiếu còn lại, chỉ nắm giữ 50% SHB và các mã cổ phiếu dầu khí, còn luôn mình bán luôn MB và con Liên Việt. Nói chung là thị trường này thì mình quan điểm là những cái con này mình đánh trên thì mình nắm giữ, còn lại là những cái mã cổ phiếu khác thì mình clear hết, chỉ nắm giữ dầu khí và 50% cổ phiếu SHB thôi. Mình nói với anh chị nhà đầu tư nè, thị trường hôm nay test đỉnh, test hai đỉnh vùng 1.128 không thành công. Với nỗ lực của nhóm banh và nhóm chứng khoán, không ưu tiên anh chị chúng ta mua các phiên hôm nay, ưu tiên hạ tỷ trọng để giữ an toàn cho tài khoản. Thị trường này không được hưng phấn, đặc biệt là những tin tức như là giảm lãi suất vì tin ra FOMO cao thì chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng. Chỉ có nhóm dầu là hàng sóng dòng, lên thì mình không mua nhưng mà chỉnh thì có thể mua vào. Mình vẫn khuyến nghị anh chị nắm giữ xuyên suốt cái nhóm cổ phiếu dầu khí này. Nhóm cổ phiếu này anh chị ưu tiên BVS vì cổ phiếu BVS nó khỏe các cổ phiếu khác. Mua trong ATC luôn, một ít cổ phiếu sang tô ok mình sẽ tiếp tục mua thêm. Thì ở đây danh mục bên mình giờ nó chỉ còn là những cái con dầu khí và một mã SHB thôi. Các cổ phiếu khác thì mình bán hết. Anh chị chúng ta lưu ý nha. Đấy. Đây là cái danh mục của mình ở trong giai đoạn này để anh chị chúng ta tham khảo, bởi vì giai đoạn trước mình mua rất nhiều nhưng mà mình đã clear hết rồi. Mình chỉ nắm lại cái sóng dòng là thí dụ như tài khoản mình nắm một con dầu khí và một con ngân hàng SHB. Còn lại các cổ phiếu khác mình không có tham gia, không có nắm giữ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì quan điểm mình là khi thị trường chúng ta test đỉnh là chúng ta ra sạch. Đây là cơ hội tốt để anh chị chúng ta ra hàng chứ không phải là cơ hội để anh chị chúng ta tham gia. Bởi vì lúc nào những cái gì mà nó tốt nhất nó xảy ra trên thị trường, đặc biệt là thị trường sideways, lúc nào nó cũng sẽ là những cái điểm nó thu hút được cái lực cầu, tức là nó củng cố cái điểm mua cho chúng ta, nó tạo chúng ta sự tự tin, và khi mà nó quay xuống lúc này chúng ta mới bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng. Và quan điểm của mình là lúc mà thị trường nó vận động như thế này nè, đặc biệt là phiên sáng, là đặc biệt là cá nhân mình còn cảm thấy FOMO, huống chi là anh chị nhà đầu tư cá nhân, nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn chờ tới phiên chiều. Và khi phiên chiều sẽ xuất hiện nhiều những mã cổ phiếu lỗ tím và nó không có yếu tố ăn lên giá trần, thì mình đánh giá đây là một trong những cái phiên anh chị nên cơ cấu danh mục thoát hàng và hạn chế mua mới trong những cái lúc mà thị trường ta vận động như thế, đặc biệt là những cái điểm test đỉnh không thành công. Đây chúng ta đặc biệt lưu ý nha. Ok, đó là vận động chung và cái kịch bản của thị trường để anh chị chúng ta lưu ý và cân nhắc. Vùng tiếp theo là vùng hỗ trợ của thị trường sẽ là vùng 1.100. Về vùng này mình sẽ có những cổ phiếu đánh tới cộng, rồi mình sẽ hướng dẫn sau. Bây giờ chưa thấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi thị trường nó về 1.100 á, nó có một số mã cổ phiếu như sau. Một, nó sẽ có những cái dạng cổ phiếu nó gãy hỗ trợ mạnh và nó sẽ đi xuống luôn. Hai là những mã cổ phiếu nó về hỗ trợ với khối lượng thấp thì lúc đó là lực cung nó yếu, đúng không? Cầu nó bắt đầu chờ mua thì lúc đó chúng ta sẽ canh mua những mã cổ phiếu tới cộng đó. Cái quan trọng nhất phải chờ được tới đó chúng ta tính tiếp nha. Còn thị trường này thì cái điểm hỗ trợ tiếp theo là 1.100 nên chúng ta đặc biệt lưu ý. Còn cái việc anh chị chúng ta xử lý tài khoản thì tùy vào hệ thống thôi. Còn hệ thống bên mình thì càng lên cao thì mình càng bán, không có mua, không có đuổi, không có hưng phấn. Chúng ta lưu ý lúc nào cũng giữ cái yếu tố bình tâm đối với thị trường, bởi vì lúc nào thị trường chúng ta như thế tiêu cực nhất, lúc mà chúng ta tiêu cực nhất chúng ta muốn bán nhất là khả năng đáy rất cao. Lúc nào chúng ta muốn mua nhất, chúng ta hưng phấn nhất, chúng ta FOMO nhất là kiểu gì nó không ra đỉnh. Lưu ý nha. Đó là cái tâm lý của thị trường và nó mãi mãi không bao giờ thay đổi đối với thị trường chứng khoán. Mình đánh từ năm 2014, 2015 tới bây giờ thị trường lúc nào nó cũng vậy. Lúc nào hưng phấn nhất là đỉnh, lúc nào tiêu cực nhất kiểu gì nó cũng là đấy. Cứ như vậy thôi. Và khi mà những cái yếu tố dễ dàng tổ chức người ta thoát hàng nhất là những cái lúc ra những cái thông tin để nó củng cố cái điểm mua cho chúng ta. Ví dụ như nó ra những cái thông tin như là ngân hàng nhà nước hạ lãi suất rất đúng thời điểm kèm Dow Jones tăng 500 điểm sáng, nó kéo một dòng lên là tự động những dòng khác nó có yếu tố dòng tiền chạy vào và đẩy giá lên. Và anh chị thấy khi mà nó chỉ cần một thời gian ngắn ngủi, mặc dù nó duy trì phía trên rất lâu, nhưng mà chỉ cần một thời gian ngắn ngủi nó đạt một cái phủ định toàn bộ cái yếu tố kia thì anh chị mua là kẹp mất mấy ngày, làm sao thoát được, nó thoát được sao anh chị thoát được. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế đối với các mã cổ phiếu trên thị trường thì chúng ta đặc biệt lưu ý những cái điểm như thế, cũng như là cái cách vận động để mai mốt nếu anh chị gặp lại thì anh chị chúng ta hạn chế chúng ta FOMO ha. Anh chị là VCI nè, những con là đi ngang nè, tích lũy kỳ cung nè, bùng nổ đi vào, khối lượng đi vào rất là ok. Và cuối phiên nó đạt như thế này nè, thực ra cuối phiên chúng ta mới biết là nó bô, chứ còn mà trong phiên đương nhiên nhìn nó sẽ rất là mạnh rồi, nhưng mà mình thấy con này không ăn được giá trần. Mà thông thường những cái cây khối lượng lớn như thế này nè, tức là lượng tiền cầu tiền vào rất là nhiều, nhưng mà hàng bán ra rất là nhiều, nhưng mà nó không thắng được cái phiên bán á, tức là nó không thắng được cái độ bán xuống, thì cây đây chúng ta gọi là cái cây thay máu, tức là người bán ra người ta chốt lại rất là nhiều và người mua người ta đu đọt. Và đối với cái cây đu đọt như thế này chúng ta gọi là một cái cây xích cao nền, tức là tạo nền đi ra bùng nổ thất bại và nó bị xích cao.
Và thông thường một cái cây xích cao nền này kiểu gì cổ phiếu nó cũng sẽ quay lại về cái vùng 34. Ở đây cái vùng 34 là cái vùng cực kỳ quan trọng của cổ phiếu nha. Nếu mà nó gãy ở đây nó sẽ về lại 32, anh chị chúng ta lưu ý. Đây này, xích cao nền này, đi ngang này, bùng nổ thất bại là cổ phiếu nó sẽ đi xuống. Và trong quá trình đi xuống đương nhiên nó sẽ có rung lắc. Tức là xuống này đó, nó hồi gì đó, nhưng mà ở đây nè, cổ phiếu nó tạo ra những cái cây xích cao nền này. Ở đây nè, độ rủi ro sẽ rất cao, đặc biệt cái vùng giá của nó đã lên quá cao, người ta đu vào độ rủi ro rất lớn ha. Ta có VD này, nhìn cây này không thể nói đẹp được anh chị nhà đầu tư, nó bán được 70 triệu cổ phiếu sao chúng ta kêu nó đẹp được. Đa phần cá nhân mua chứ mình nghĩ cá nhân đâu bán phiên này, cá nhân bán phiên này nè, bởi vì nghe những cái thông tin như là các margin bán là bán phiên này có, sau đó cổ phiếu bắt bật tăng, nhưng mà cây này cá nhân ngoài lại mua. À, nên đặc biệt lưu ý là đặc biệt là nhìn những cây này chúng ta không thể nói là cổ phiếu nó đẹp được. Trước mắt thì nó sẽ quay lại cái vùng giá khoảng 18.5 trước, nên chúng ta lưu ý. Còn quan điểm mình là bởi vì mình không mua nên là hướng dẫn anh chị nhà đầu tư điểm bán rất là khó. Còn lỡ đu đọt thì cứ nguyên tắc 4%, 8% cắt, 4% cắt một nửa, 8% ta cắt hết, và chúng ta chờ những cái điểm khác đối với cổ phiếu để chúng ta tham gia lại. Còn những cổ phiếu nó sẽ chờ một khoảng thời gian trước khi thí dụ như thị trường về 1.100 nha, thì nó sẽ về đâu đó giá 18 hoặc là giá 18 năm ở đây nè, sau đó nó sẽ có những điểm đánh tích cực để anh chị chúng ta mua lại test là cái đỉnh vùng giá 20 đối với cổ phiếu như VND nhá. Đó là nhóm chứng khoán nói chung. SSI này, con này nhìn còn ok hơn, con này nhìn còn ok hơn nha anh chị nhà đầu tư, chỉ là cái trend mà nó nhìn nó vẫn được. Nói chung là ở đây thì nó sẽ về tới cái vùng hỗ trợ này, là cái vùng cân bằng của nó, vùng giá 25. Về đây tính tiếp, nói chung là về đây là cái vùng ok để chúng ta mua vào, chúng ta đánh tới cộng đối với cổ phiếu SSI. Quan điểm mình là nhóm chứng khoán nó có vài con ta đánh được như con SHS nè, bữa mình bán 13.6 thì bây giờ mình chờ về lại đâu đó khoảng giá 12.8 có thể canh mua vào, thế thôi. Đây là những cổ phiếu chúng ta mua để chúng ta đánh test đỉnh cổ phiếu. Đây là cái chiến lược mà đưa ra cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm nè. Anh chị đọc lại cái chiến lược của mình gửi tới cho nhà đầu tư nè. Một là nhịp tới đây có hai hành động lưu ý nè. Một là sẽ đánh gia tăng nhịp kéo của các mã cổ phiếu dầu trong trường hợp nó chạy nước rút. Hai là sẽ chờ đánh test đỉnh các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Vì thế là khi thị trường ta hai đỉnh, nhưng mà có rất nhiều cổ phiếu chỉ đang có một đỉnh, và chúng ta sẽ canh đánh cái nhịp đó. Lưu ý, và khi các cổ phiếu nó có một đỉnh á, thì đương nhiên nó sẽ có những cái lực cầu nó vào ở cái vùng hỗ trợ mạnh để nó kéo lên test đỉnh số 2 để nó ra hàng. Đấy, vì thế anh chị ta lưu ý một số mã này, một số mã mình sẽ chờ mua vùng giá 12.8 rồi mình mua vào đối với các mã cổ phiếu chứng khoán nha. Là phân tích chứng khoán là phân tích chứng khoán trước luôn nhé. Về đây cũng thế, là con này về khoảng 14, 19.3, 19.4 quay lại mình mua. MBS cũng được, nói chung nhóm chứng khoán thì con nào mua cũng được cả, nhưng mà mình đánh giá có SHS là ok, mình sẽ quay lại mua con này khi nó về lại vùng giá 12.8, chúng ta lưu ý nhé. Tiếp theo dòng ngân hàng này có một số con được, nhưng mà bên con này hôm nay nó bị xích cao bắt buộc phải bán nha anh chị đầu tư. Mặc dù cái thế nó vẫn đẹp, nhưng mà cây này nó bùng nổ bị thất bại, chia tách cổ tức xong bị thất bại. Vì thế trước mắt nó sẽ quay và chỉnh lại cái vùng giá khoảng 19.3, 19.4 về đây trước. Nếu mà nó tích lũy không thành công thì nó sẽ tạo nền ở đây và tiếp tục rơi. Nguyên tắc nha, đó là nguyên tắc. Khi mặc dù dòng tiền nó vào nhưng mà điều kiện thị trường rất tốt, nó không đánh, thì ở đây là những cái cây nó ra hàng rồi chia tách cổ tức gì đó, thì nếu mà cái vùng này nó đánh không thành công thì nó sẽ về lại cái vùng dưới. Lưu ý ha. Liên Việt thì con này mình kỳ vọng nó lên lại giá 16. Ở đây cổ phiếu phiên vừa rồi vẫn xanh là còn ok. So với thị trường có yếu tố xanh tô thì những con này vẫn là cái con có thể kéo và đi ngược thị trường trong giai đoạn sắp tới. Nhưng nguyên tắc của mình là phải bán hạ cái đã, bởi vì trong cái ngày thị trường chúng ta rơi xuống nó rủi ro, chúng ta cứ ra hàng. Chúng ta lưu ý nha. VB này, con này thì mình nói là nó cứ lên 20 rồi nó xuống là 19 nè. Đây là cái biên sideways quay đi ngang cổ phiếu, và anh chị chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì một cái vùng đi ngang như thế này nè, muốn nó đánh lên thứ nhất nó phải kiệt về khối lượng, kiệt lắm luôn. Thứ hai nữa là đấu cây bùng nổ thất bại như này là càng mất thời gian là đi lên. Thì thấy những cổ phiếu như VB mà tích lũy ở đây nè, cái quan trọng nhất của anh chị nhà đầu tư chỉ quan trọng cái mốc giá 19. Nếu nó lùng giá 19 là canh cắt đi, đặc biệt là lùng với khối lượng lớn canh bán nha. VCG con gì đây, CDG nè, CDG thì nó cũng về xuống bên dưới và bên trên loay quay ở đây thôi, mình thì mình không có mua. Nhưng mà anh chị chúng ta thấy là nó có đi loan quanh cho cái biên này. Thực ra là đánh tới cộng nó cũng rất là khó. Vì thế những mã cổ phiếu như CG thì anh chị có thì chúng ta nắm trong cái biên này cũng được, gọi là vấn đề. Nó cũng không có gì để chúng ta đi phân tích cả. EIB con này thì nó có game á. Trước mắt thì khả năng nó sẽ về lại cái vùng giá 20, rồi nó phục hồi nó lại vùng 22, có thể đánh tới cộng khoảng 10% đối với cổ phiếu EIB ở đây. Ta lưu ý nha. Tay thép là chúng ta Hòa Phát này, cái này bùng nổ hơi bị phê một tí. Quan điểm mình thì con này vẫn tăng thì anh chị có nắm thôi, mình thì mình bán hết rồi. HG thế, HG mình bán hết rồi. Cổ phiếu này bùng nổ lên là cây này mà không trần được thì thôi, phải ra hàng, sẽ phải chờ. Nói chung những mã cổ phiếu này trong nhịp tới nếu đánh tới cộng mình sẽ không đánh, sẽ đánh tới cộng nhóm chứng khoán nó sẽ ok. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang có một cái khối lượng rất to ở đây nè, điều kiện rất là tốt cho cổ phiếu có thể đi ngược và có thể đánh lên, nhưng mà cây này bùng nổ thất bại. Và khi bùng nổ thất bại rồi thôi,
ăn được thì được mà không được thì thôi, người ta cứ ra, người ta sẽ chờ đánh tới cộng. Nhưng mà khác như là nhóm chứng khoán là nhiều nhóm khác mình đánh giá nó sẽ có những cái điểm mua cho anh chị nhà đầu tư nha. Người ta có Nam Kim này, giờ có là bị thất bại này anh chị nhà đầu tư, nếu đánh tới cộng nó thì nó phải về dưới 16 mới đánh, còn trong cái vùng này nó phải về đây nó mới bật lên được, còn ở vùng này thì nó cho thấy lực bán nó quá lớn và cổ phiếu sắp tới nó sẽ tiếp tục điều chỉnh. Lưu ý nha, các cổ phiếu này nó về những cái vùng kháng cự lớn này, quay lại test, nhưng mà cái điểm test này là điểm test không thành công, tức là nó bị test khối lượng nó to quá. Mà khi cổ phiếu test khối lượng lớn cho thấy là lực cầu nó không có đỡ được cái lực cung, thì những cái cây này hàng liên tục về người ta sẽ bị lỗ, và khi bị lỗ thì người ta sẽ bán ra và khi mà nó hoảng loạn lên là kiểu gì nó sẽ rút chân. Chúng ta lưu ý nha, đó là nhóm thép. Tiếp theo dòng đầu tư công ta có CI, con này thì khi nào nó về vùng giá khoảng dưới đây chúng ta mua được này, giá khoảng 16.5 có thể lấy nhá. Ta có LCG này, lưu ý nhé, những con này cái vùng hỗ trợ mạnh của nó là cái vùng giá 12, nếu nó lủng thì anh chị chúng ta lưu ý cân nhắc bán ra, tránh trường hợp thứ nhất là lấp gáp này, tức là 12 năm mà nó thủng á là anh chị chúng ta lưu ý cân nhắc bán ra nhé. 12 năm này thủng là lưu ý cân nhắc bán ra trước khi nó về lại vùng giá 12, xấu hơn nó sẽ về lại cái biên dưới luôn nha. Vì thế những mặt cổ phiếu này mình không có ưu tiên. Ta có VCG này, những con này nếu nó gãy trendline anh chị canh bán đi. Ở đây trendline cổ phiếu này, ở đây là một cái trendline nha, ta nối những cái đáy lại với nhau, ở đây nó chạm trên rồi nè, nếu nó lủng 19.5 quan điểm mình nên canh bán càng sớm càng tốt. Đó, cổ phiếu VCG tránh trường hợp nó lại về lại cái vùng giá 18, bởi vì cả cái dòng này á nó đang có một cái thế rất rủi ro, còn LCG đang nhìn nó hơi xấu. HV này, cổ phiếu này thế cái vùng hỗ trợ mạnh là 13 năm lủng bán thế thôi, bởi vì bản chất những con này nó chưa xấu, nhưng mà nó lủng 13 năm là nó sẽ xấu, và khi nó xấu anh chị nên bán sớm, bởi vì những mã cổ phiếu này nó bị kẹp ở cái vùng này rất là cao, khối lượng rất là to mà nó không tăng được là cho thấy đa phần là kẹp và đang hòa vốn. Mà khi mà anh thủng lũng 13 năm tạo ra một cái tâm lý, mà tâm lý đó sẽ cuốn theo cái yếu tố vận động của thị trường, mà khi cổ phiếu nó lũng xuống mà anh chị chúng ta không bán, những nhà đầu tư khác họ các bán á thì lúc sau lên lại khó lắm, bởi vì lúc sau nó đi lên toàn là kháng cự, lực cầu nó yếu đi lên toàn là kháng cự à, nên chúng ta lưu ý đó là cái yếu tố vấn đề của một cái kháng cự nó xảy ra nha. Chúng ta có dầu khí này, ta có BR, những con này vẫn ok, vấn đề gì đâu, bởi nó có tăng đâu, không tăng không giảm, nói chung nó vẫn đi ngang ở đây, thì anh chị có cái nắm giữ bình thường nha. Anh chị để BVS nè, mình nắm giữ xuyên suốt từ vùng giá 27 đi lên đây, mình là bán cổ nó đâu, lên 32 không bán, lên 33 không bán, nó không đạt target không bán, kệ nó, trend mẫu hình nó rất là tốt. Và mình có nói với anh chị nhà đầu tư đây là cái dòng cổ phiếu mà mình đánh trend và mình đánh sóng dòng, nên là khi nó đã có dòng tiền vào, nó có độ tích lũy lớn, nó giống như BMB ở đây nè anh chị, thấy không, cổ phiếu này khi nó đi đẩy lên cái nền trên hấp thụ nè, hấp thụ này để tiếp tục đánh tiếp chứ không phải là cổ phiếu nó gãy. Muốn cổ phiếu nó gãy á là nó phải gì, thứ nhất là khi nó đẩy lên một cái nền rồi, toàn bộ cái vùng dưới này nó khác với cái con HHV này, khi nãy mình có nói với anh chị ấy là HHV thì đi lên nó gặp kháng cự, nhưng mà những con này đi xuống nó gặp hỗ trợ, dẫn đến các vấn đề khi anh chị đã mua đúng thì cái việc anh chị cần làm là hầu hầu này, thứ nhất là cổ phiếu nó phải có cái cây bán lớn, thứ hai á là trường hợp thị trường chúng ta bất khả kháng xảy ra cái gì đó chúng ta mới bán, ba nữa là nó tạo xong mẫu hình phân phối chúng ta mới ra hàng. Còn những mã cổ phiếu này câu chuyện nó còn dài và mọi thứ của nó còn rất là dài, anh chị có chúng ta cứ nắm giữ bình thường và thoải mái. Mình vẫn nắm giữ cổ phiếu này, kể cả mình chưa chốt lại một cổ phiếu nào BVS cả, cứ lên đó thì mình mua là mình lướt cái phần mua, chứ còn cái phần gốc ở đây mình vẫn nắm giữ bình thường giá 27, mua được không ở đây anh chị ta lưu ý nha. Vì thế đối với dòng dầu khí thì mình đánh trend nó là như vậy, BVD là thế, nhưng mà cổ phiếu này vẫn là đánh trend, trend nó vẫn xung tăng thì anh chị có chúng ta cứ nắm giữ bình thường nha. BBC cũng thế, con này vẫn tiếp tục chờ, con này bước được cái vùng giá 19 là nó mới mạnh nha, khi nào bước được 19 thì dòng tiền nó mới hút vào, thì anh chị nào có chúng ta cứ nắm, bởi vì những con này nó chưa có sẵn sàng trong những phiên gần đây, nó chỉ có BVS là cái con mạnh nhất là nó tăng thôi, các mã cổ phiếu khác vẫn loanh quanh, nên là thông thường những mã cổ phiếu này anh chị chúng ta chưa biết mua mã nào thì canh cái dòng dầu khí, nếu nó bước lên trong lúc thị trường ta điều chỉnh thì anh chị có thể lấy vào nhé. Cái vùng con này bước lên khoảng 18 năm là có thể lấy nè. À, lưu ý đó là nhóm dầu khí. Dòng điện chúng ta có ghét ha, con này vẫn loanh quanh ở đây. Quan điểm mình thì nếu mà nó đánh ở đây 2-3 đỉnh không thành công thì nó quay lại cái vùng giá khoảng 17, 17-2, 17-5 gì đó. Có bao này, những con này bước lên nhiều lần không thành công này, lủng cái vùng giá 13.7, 13.8 nó phải bán đi trước khi nó về lại cái vùng giá 13. Con này đánh khó chịu lắm anh chị, nó cứ lên vùng 13 lên lại 14. Đó, cái đánh hai cái đầu này nè, mệt, nói chung là không có sóng. Mà đánh sideways, mà cổ phiếu đánh sideways nó giống VN-Index gì đó, nó cứ lên 1130 nó quay đầu, có thể mình rất mong muốn nó vượt lên nhưng mà nó đâu có vượt đâu, nó lên cái đỉnh trước là quay xuống à, áp lực bán lúc nào đâu có yếu tố xảy ra là như thế nha. Chúng ta có phân đạm là đạm Cà Mau, đạm Phú Bình, nhưng có là không xấu không tốt nha anh chị, có thì anh chị nắm giữ cũng được, nhưng quan điểm mình thì mình đánh tới cộng, nhưng mà này không có ăn nên mình bán hết rồi.
đánh T cộng nhận hang này không có ăn nên mình ra nha. Mà dù nhìn cái thế của nó mọi thứ và chơi dòng tiền vào ok lắm rồi. Nó có cả thông tin về cái việc xuất khẩu phân đạm giảm, thuế xuất khẩu phân đạm giảm và 0% mà nó không đánh thì thôi. Ra mọi thứ đẹp mà nó không đánh thì thoát, không có nắm giữ lâu dài. Chỉ có nắm những cái dòng này nó có câu chuyện lớn mà nó nắm giữ lâu dài nhé. Cái SB này. Đấy, con này dòng tiền nó vẫn ok. Nhưng mình phải hạ đi 50% bởi vì là thị trường mình đánh giá tuần sau rủi ro, thì những con này là hàng thị trường thì nó sẽ có rủi ro. Trong trường hợp đó chỉnh về lại cái vùng giá khoảng 12.1, 12.2 thì mua lại. À, những con này trên và xu thế nó vẫn cao, giá đóng cửa vừa rồi nó vẫn là đóng 1,2% so với thị trường là tốt lắm rồi đó. Ta lưu ý nhé. Bất động sản ta có sale này. Con này lũng 25 nên lưu ý nhé. Đây là hỗ trợ mạnh. Hôm trước mình có làm video hướng dẫn anh chị về cái những cái hỗ trợ của cổ phiếu. Khi mà nó gặp hỗ trợ mạnh đó mà nó lũng, anh chị đang canh bán đây. Đích này. Con này lũng vùng giá 20 là đang canh xử lý nha. DSG này, con này lũng vùng giá 14 là canh xử lý nha anh chị nhà đầu tư. Cái dòng này nó chỉ đánh Novaland phát đạt thôi, nhưng mà những con này đánh rất là mệt mỏi, hơi kiệt kiệt chút về test đỉnh đó. Những điểm này là điểm test đỉnh bình thường. BR này, những con này sẽ quay lại test cái vùng giá 16, nó sẽ quay lại test trước khi đi lên tiếp. À, đây là cổ phiếu nó bị đeo bám nha anh chị nhà đầu tư. Vì thế cái nhóm bất động sản nó chỉ được con BDR và cái con Nova, anh chị nào thích thì nên lưu ý nó ở cái nhịp sau. Còn quan điểm mình là những mã cổ phiếu khác mà không đánh sell này, con này lũng 25 canh bán này, đích này, con này lũng 20 canh xử lý này. Ta có gì ở HDC này, con này thì nó sẽ quay lại lớp cái gap này này, mở gap hơi to quay lại lớp này nhá. Hà Đô này quay lại cái vùng giá 36, giảm 4 5 cây liên tục thì nó mới sẽ có cái yếu tố phục hồi. Nhưng mà những con này không đánh tới cộng, dòng này thì là được Nova và BDR nếu thích thì có thể đánh vào nhịp sau. Thế thôi. Khu nghiệp chúng ta có VGC, con này sẽ về là cái vùng giá 40. Rồi nó sẽ phục hồi, đây là cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu thôi. KBC là vùng giá 27. Về vùng 27 nha. Ta có ITA thì con này dính cái tin vào việc kiểm soát là bán thấy ghê luôn, nó bán tới 35 triệu cổ phiếu rác ha. Cầu vàng vắt đáy còn lớn chứ, có thể nó sẽ về là cái vùng giá đó nè. 5.4 thì nó sẽ có yếu tố bật tăng. À, anh chị nào chúng ta có những mã cổ phiếu là cái yếu tố về mặt là muốn xử lý cổ phiếu thì nên lưu ý những cái mốc hỗ trợ mạnh của cổ phiếu để chúng ta xử lý danh mục sao cho nó phù hợp. Còn quan điểm của mình thì thị trường càng tăng mình càng bán, mình không FOMO. Bởi vì khúc sau này là không phải là khúc anh chị ham hố. Chúng ta càng ham hố đối với thị trường, chúng ta càng hưng phấn thì nó sẽ càng rủi ro. Vì chắc chắn là những anh chị nào chúng ta mua vào phiên sáng và cái phiên chiều ngày đầu giờ chiều ngày hôm qua là chúng ta đã bắt đầu dính phải một cái lượng hàng giá rất là cao. Ví dụ VND mua gần trần ở đây thì nó về xuống dưới đây là lỗ ngay trong phiên 5-6% rồi. Mà một cổ phiếu nó tăng 5-6% đã khó, đừng nói ta lỗ ngay trong phiên. Tại VCI này, ông ta mua mà gần trần nó đạp về đây tăng 2-2% mà lỗ ngay gần 400, 3% rồi. Mà những cổ phiếu nó tăng 3-4% khó lắm. Vì thế là những cái lượng ở đây chị thấy con này này, HCM này, cây này này, sắt cao thất bại này, hàng về bắt đầu là cắt hết. Sau này nó có sóng nó mới phục hồi lại một chút. Cây này cũng thế này. HCM cũng là cổ phiếu bị sắt cao này, đi lên bùng nổ, mặc dù là cái yếu tố tích lũy của nó rất là đẹp nha, ok rồi, dòng tiền vào ok rồi, nhưng mà nó không thắng được cái lực bán. Vì thế là những cái cây này chúng ta làm sao, chúng ta đặc biệt lưu ý là hạn chế FOMO khi thị trường ta test đỉnh không thành công, và khi thị trường ta đi lên rồi chỉ là canh bán, chúng ta không mua mới, ta lưu ý nha. Ok, thì đó là các yếu tố quan điểm cá nhân của mình về thị trường cũng như là các yếu tố kịch bản. Nếu anh chị nào chúng ta thấy phù hợp với quan điểm của hệ thống thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình để các bé hướng dẫn cho anh chị vào nhóm để chúng ta cùng nhau giao dịch trong giai đoạn tới ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá của thị trường vào tuần sau, và hẹn gặp lại anh chị vào video tuần sau.